tờ chiến này. Gãy cành. Gãy cán. Cuối cùng. Lấy lại. Quay lại. Để kéo đi. Thôi cái này chỉ có lấy được cái bộ ống thôi. Còn miệng này đưa thống rồi. Cái này thống quá còn dài bà hành mà. Đúng rồi. Đi cái này gió trên trời nó thổi rớt lắm. Thổi bay đéo lắm mày. À, thống sáng thì ra đi rồi. Đi đây. Đéo quá trời. Thầy nó đóng đi trước. Kèo kìa. Nó đóng 5.2 rồi. Chứ được thì thường luôn mà cút 5.2 không nhớ ra được. Với chân chầm luôn. Vâng. Ủa. Cái này khả năng. Vậy là khả năng rớt xuống dưới nó mới ra. Không. Nó rút được trên rồi. Nó bay trên trời. Sao vậy? Đây, con cắt. cái này cụ bó tay rồi, cái này cụ bó tay chịu không nổi. Lúc đầu ấy, chạy lại nó đang nằm ở cái mặt tiền á. Xong cái lúc về tới đây nhìn nó phạt ngược lên á. Đúng rồi, nó đúng va rồi. Vô ấy, thằng ở dưới nó nhặt được hai con này kêu cho chi lại đây. Thì chiều của tới chết. Đúng rồi, cũng, nó cái thằng ở đây nè. Bắt đầu thấy chủ nhà nó bấm kêu nè. Cái này đâu gọi chứ hả? Đấy, đồ bánh. Đồ cái. Đồ. Nát hết rồi. Cái này nó gãy đây này, nó mới ấy, cái này nó phi lên trên là nó phi nó mới gãy. Có cái này là cái bát cái này nó gợi sát đây luôn này. Này, bát cái này gợi như vậy nó bẻ như vậy mà bảo sao nó bẻ luôn. Nó bẻ ngang gốc. Đấy nó bẻ. Gãy luôn. Kỳ nhiều con đi chỉ có giống cái con ra đợt con của tao đấy đi đó mà khóc với sầu về đưa em vào dưới ván phíp đặc mà bẻ phíp đặc mà bẻ về gậy luôn ba nước phíp đặc bộ này y rằng còn gì nữa đâu mà khóc với sầu cụ đây. Người ta làm được một cái chứ một cặp luôn, một cặp cắn luôn. Nát. Đấy nhưng mà trông. Đây nó nó bung đi này bung ra chết là thế luôn đấy à. Bung hết bên. Con nó nghe cái lên thôi. Hả? Rớt đuôi ra cả nhà nó quấy rồi. Nó ghé trái mà cái phải mà giờ này ghé trái luôn. Không nó đuôi về dày rồi đó. Không biết cái chị giờ xấu. Được. Đuôi là cái cột 2 vòng rồi mà nó vẫn rụng. Cắt rụng hết rồi chứ nhiều giờ còn. Rồi còn hàng đấy rồi. Bỏ hàng cái này cho nó. Gãy chưa? Hàng to đâu vậy? Rồi. To đi lâu rồi không thấy đâu cả. Mấy lâu rồi. Tôi chiến đấy. Chiến thì chiến là ngày kia cái đuôi. Không. Không trong bỏ đây là. Không không gãy mà bỏ. Hưng không gậy mà bổ bổ. Cái đuôi này là nó vẽ. Nó vẽ luôn. Chút đuôi luôn.
chút thôi. Con của công kìa. Có bị cái đuôi xúc ra dây cái cỏ cây. Từ nãy nó ghé phải là đoàn kia trái rồi. Nhưng mà hơi bị lỏng xảo rồi. Hai con này chiến đẳng cấp bầu trời rồi. Lại muốn chặt thì trèo lên mày con lại. Đây là nó xảo rồi. Đi kéo xuống rồi cỏ này đuôi nó vẫn rồi. Trên đất từ lâu rồi. Rồi, rồi. Rồi nó có theo dây, cứ lần theo dây thôi. Con chào bọn kình nó bắt ra hình như con tư đúng không? Sao con? Bao nhiêu tiền đây này? Nghe người ta bảo thế. Kình sáng nay quá tưởng sáng nay chết rồi đấy. Cuối cùng chết à? Không lên à? Đang lúc có to, dây nó nhổ luôn cái cây nó đi. Khá nhiên ngồi đây, chẳng có chụp được mét. Đâu có nghĩ là nó nhổ cây ra. Mưa quá. Trên bầu trời này các bạn ạ, kiểu ướt nổi. Nhìn gì đấy, hàng bà con chạy quá. Con này rụng đuôi rồi. Nó đang đi kiếm cái gì đâu. Nó cuộn dây ra. À đúng rồi, đang đi cuộn dây. Con của Hưng ở tít ở dưới đó mà. Lấy miệng thôi, về lấy ống thôi. Nát luôn. Mà nó ở trên máy nhà người ta mà sao? Con này đẳng cấp bầu trời. Hết luôn. Trên nó ấy hơn. Đấy.